chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn lại một tuần nữa để đến kênh của Vi. Ngày hôm nay tiếp tục theo series của Waterview, Vi xin giới thiệu một căn nữa. Các anh chị và các bạn thấy cái hồ sau lưng Vi có đẹp không? Căn này có diện tích là 2260 và nhà trệt. Đây là một căn cho những tín đồ nhà trệt đây. Căn này có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Một lần nữa là 2260 square feet. Nhà rất là thoáng và rộng, của builder Taylor Morrison ở thành phố Richmond, Texas. Từ căn nhà này đến khu người Việt ở Bel Air khoảng 12 phút và đến khu Cady Asian Town thì chắc khoảng 20 phút. Từ đây mà đến Galleria thì chắc khoảng 25 phút. Cho nên location rất là thuận tiện. Và một điều đặc biệt nữa là thuế rất là rẻ. Thuế trước khi xin giảm là 2.4 và sau khi xin giảm là chỉ có 1.9 thôi. Căn này hiện giờ chưa có lên system cho nên họ có giá rất là đặc biệt, chỉ có 410.000 thôi. Bây giờ mình đi coi nhà nha. Có thêm câu hỏi gì thì cứ gọi cho Vi. Let's go. Khu vực nhà của mình. Đây là nhà của mình, cách nhà của mình là một căn nữa. Rồi sau đó bên đây là đường đi vô nhìn hồ. Rồi ở đây là một ngã ba. Thì cái hồ của mình ngay đây sẽ như vậy. Đây là đường đi ra bờ hồ. Đó, mình đi đường này ra hồ. Thì nhà của mình mặt sau cũng sẽ quay vào hướng này luôn. Rồi bây giờ mình đi vô nhà thử nha. Khi đi vào các bạn sẽ thấy trần rất là cao và thoáng, lối đi rất là rộng cho nên tạo cảm giác rất là open và thoáng. Khi đi vào mình sẽ nhìn thẳng xuống là cửa sổ đã nhìn ra bờ hồ, cửa đi ra đằng sau thì xéo phía bên đây cho nên ta sẽ không phải là thẳng từ trước ra sau. Bây giờ mình qua bên trái trước nha. Đầu tiên trước ở đây là một phòng nhìn thẳng ra phía ngoài thì sẽ có closet ngay đây. Họ đã vacuum hết cho mình cho nên rất là sạch. Đây sẽ là bathroom để dùng cho hai phòng. Đây là phòng thứ hai. Đó. Hai cái size của phòng này rất là decent, rất là vừa vặn. Thì hai phòng này sẽ dùng chung với lại cái bathroom này. Rồi. Khi mình đi vô thì bên tay phải sẽ là một bức tường. Mình có thể treo tranh ảnh ở đây và để một cái băng ghế ở đây để trang trí, hoặc một cái bàn ở đây để trang trí. Bên tay trái của mình là hai phòng. Bây giờ mình đi vô tiếp ở trong nhà. Rồi, đây là phòng ăn. Thì là formal dining. Rất là rộng. Bên tay phải của mình, trước khi đi vô thì sẽ có phòng giặt ở đây. Và sẽ là một phòng ngủ ở đây nữa. Phòng này cũng, cái size cũng rất là vừa vặn luôn. Phòng ngủ này sẽ có cái bathroom riêng. Đây, phòng này sẽ có cái bathroom riêng. Thì ở đây sẽ là closet.
phòng ngủ này có bathroom riêng và closet riêng. Thì mình đã đi được 3 phòng ngủ rồi. Đây sẽ là tủ để đồ đạc quần áo. Và đây sẽ là garage. Đây là garage cho hai cái xe. Họ có để extra gạch cho mình, gạch còn dư để mình có cần sửa hay làm gì thêm. Đây là phòng đó, phòng giặt. Thì khi từ lối này, các bạn anh chị nào mà đi từ gara đi ra thì sẽ qua cái phòng đó trước, phòng giặt. Thì đi ra hướng này, nhìn thẳng vô sẽ là dining room. Bên tay trái thì sẽ là đường cửa đi ra phía trước. Có hai phòng ngủ phía trước ở đằng đó. Quẹo vô đây thì mình sẽ có phòng khách và bếp. Rất rất là thoáng luôn. Thích nhất là cái view nhìn ra phía sau hồ đây. Rồi bây giờ mình đi coi kỹ bếp nha. Cabinet này họ sẽ là màu trắng. Backsplash này cũng màu trắng. Countertop này là màu xám trắng, màu xám có vân xám. Đây. Bếp này là cũng upgrade luôn. Và có cái vent. Đây là microwave và oven. Đây các anh chị và các bạn sẽ thấy cái sink là một cái sink lớn. Đây sẽ là nơi mình để tủ lạnh. Đây có cái pantry lớn không ha? Mở đèn ở đâu? Vì cũng không biết mở đèn ở đâu nữa. Cái pantry này cái size cũng lớn lắm. Sẽ để đồ thoải mái, trữ đồ ăn. Vì rất thích những cái bếp mà nó thoáng như vậy. Và lớn, mình có thể nhìn ra phòng khách được luôn. Thì đây, mình nhìn thẳng như vậy thì cái bếp nó sẽ không thẳng với lại cái sink mà nó hơi xéo qua chút xíu. Ở đây thì các anh chị và các bạn có thể để những cái ghế ngồi ăn sáng ở đây. Và đây là mình để bộ bàn nhỏ nhỏ ở đây được. Nhìn ra phía sau bờ hồ. Đây là phòng khách rất là lớn. Cái màu sơn tường thì Vi nghĩ đây là màu nó hơi xám xám trắng trắng, màu xám mà xám ấm. Còn màu sàn này thì rất là đẹp cho những bạn thích cái kiểu như như hơi nhợt, hơi kiểu nhợt nhợt chút xíu mà làm tông nâu và tông trắng, rất là xinh luôn. Cái màu sàn này rất là đẹp. Rồi trước khi mình đi ra sau hồ, mình đi vô phòng master coi trước nha. Đây là lối đi vô phòng master. Thì mình có 3 phòng đằng trước và một phòng đằng sau đây chính là phòng master. Phòng master họ làm 3 cửa sổ. Thì hai cửa phía ngoài đây mình có thể kéo lên xuống. Còn đây là một miếng cửa duy nhất ở đây. Rồi bây giờ mình đi vô trong. Đây là hai cái sink. Standing shower, closet, và đây là cái bathroom ở đây. Cái standing shower này có chỗ cho mình ngồi được. Cái counter ở đây thì cái màu nó khác hơn ở ngoài bếp chút xíu. Ở đây là màu trắng, hơi lốm đốm xám. Và ở đây là gạch. Như vậy, đó. Thì từ master này mình cũng có thể nhìn ra bờ hồ luôn. Ok.
khi mà phòng master đi ra thì đây là cái view mà anh chị và các bạn sẽ thấy là ngày bếp như vậy. Vì quay như vậy không biết các anh chị và các bạn có thể hình dung được cái furniture mình để như thế nào không? Mình sẽ để tivi ngay đây nè, đó. Rồi bộ bàn ghế mình có thể ở đây. Rất rất là nhiều kiểu cách để cho mình trang trí ngôi nhà này. Rồi bây giờ mình đi ra sau vườn nha. Đây là sau vườn nhà mình. Thì mình sẽ có cover patio. Tại vì mở đèn lên. Đây, cover patio. Thì mình có đèn cho họ gắn đèn cho mình luôn. Thì rất là lớn. Ở dưới đây cái sàn này họ cũng làm đổ cho mình kiểu vân vân luôn, rất là đẹp. Thì đây là gas line. Gas line thì mình có thể gắn một cái lò barbecue ở đây được, hoặc mình có thể xây thêm bếp ở đây. Thì khi đi ra, đây là cái mặt của mình, cái mặt phía sau nhà mình nhìn ra ngoài. Rất là thoáng. Không có back neighbor mà là một cái lake view rất là đẹp. Thì ngay đây họ không có xây đường đi. Nếu mà anh chị các bạn có thể nhìn hướng bên kia được, đây, ngay đấy, thì vì dừng vào chút xíu, thì ở phía ngoài cách mình một căn nhà là có một cái lối đi cho những cái người trong neighborhood, thì họ sẽ đi dọc vào đây và đi dọc theo cái hướng đi đó, thì những cái nhà mà hướng bên đó thì sẽ có đường đi sau lưng, nhìn sau lưng nhà họ, nhưng cái nhà này thì không có, cho nên mình sẽ có một chút private hơn. Đây là sân và nhà của mình. Thì đây chính là master bedroom. Ở đây là phòng khách nhìn ra hướng bên đây. Còn đây là cái nơi để bộ bàn ăn nhìn ra phía ngoài. Thì các anh chị và các bạn, mình có thể để một cái lò barbecue ở đây, hay mình xây thêm như góc này ra. Rồi mình sẽ để bộ bàn ghế ở đây. Đó, buổi chiều là ngồi hóng mát rất là thích. Đây là cái view khi mình đi vô lại trong nhà.